Em đang phát đồng thời trên hai kênh, một cái là trên TikTok và một cái là trên trên trang Góc Nhà Cắt Đá trên Facebook. Em đang phát vừa trên Facebook vừa trên đồng thời là trên đang chờ mọi người vào xem. Mọi người xem like chia sẻ like giúp em vậy ạ. Mọi người xem like chia sẻ like giúp em này, nhấn nhấn chia sẻ, nhấn like, nhấn thích cho em vậy ạ, thả tim cho em. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng. Nát em sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cây mộc hương ta hoa vàng. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng, cây hai thân rất là đẹp nhá. Cây hai thân rất là đẹp này. Cây mộc hương ta hoa vàng, cây hai thân này ạ. Cây em đang quay cho mọi người là cây hai thân nhá. Cây này cao, cây nó vào khoảng 3 mét, tán rất là sum dày đẹp. Tán rất là sum dày đẹp. Cao cây 3 mét nhá, vanh gốc của nó là vanh 17-18. Vanh 17-18, cây này 3.5 củ nhá. Vanh 17-18, đây em sẽ quay mà quay lá này. Đây là lá này. Cây đây là lá này, đây là hoa này. Hoa nó màu vàng nhưng mà màu vàng rất là nhẹ nhàng nhá. Màu vàng rất là nhẹ nhàng chứ nó không phải là màu vàng ửng lên. Màu mộc chuẩn, mộc ta, mộc hương ta chuẩn là hoa của nó vàng kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu thanh khiết ấy ạ. Khi mới nở thì hoa nó màu vàng nhẹ nhàng và khi hoa nó tàn nó sẽ chuyển sang màu trắng và nó rụng xuống. Trắng xong là chuyển sang màu lâu. Màu úa đấy là nó rụng xuống. Chuẩn mộc hương ta hoa vàng nhá. Em quay sát thân để cho mọi người nhìn cái chất mộc này. Mộc ta này nhìn thân nó rất là kiểu thân nó lì, nó không trơn bóng như kiểu mộc mộc tàu. Mộc ta nên là nó thân nó rất là nhẹ nhàng. Này nhật bao nhiêu lát? Lát em miền Nam khí hậu Long An Sài Gòn trồng được không em? Không nha anh nhá. Khí hậu trong miền Nam cây cây mộc hương này này thì là em chỉ bán cho các bác ở miền Bắc là một này, các bác ở miền Trung là hai này, các bác ở khu vực miền trong thì em chỉ bán cho các bác ở Đà Lạt Lâm Đồng này. Các bác ở miền trong thì chỉ bán nó cho các bác ở Đà Lạt mới cả Lâm Đồng mới cả Đắk Lắk, Đắk Nông thôi. Các vùng Tây Nguyên mà lạnh lạnh ấy thì các bác mới trồng được cây này, chứ còn miền Bắc miền Nam trời trời nắng nóng nó không trồng được nhá. Trời nắng nóng nó không trồng được cây này. Cây này thì trời nắng nóng các bác vẫn trồng được nhưng mà tức là nóng thì nó không ra được hoa. Nóng thì nó không ra được hoa nhá. Nóng thì nó không ra được hoa. Lại nhật giá sao? Lại nhật đây có cây lại nhật bên cạnh đây. Lại nhật này để lát em quay cây mộc hương đã. Quay mộc hương trước rồi em sẽ phân tích về cây mộc hương trước. Xong là cao cây 3 mét ạ. Cao cây 3 mét, cây rất là cao và tán rất là đẹp, bóng tán rất đẹp, rất là ok. 3,5 củ ạ. Mọi người ai mua thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Ở đây em có 3 cây này, 3 cây xếp hàng nhau này, 3 cây này cùng một giá luôn. 3 cây này cùng một giá luôn ạ. Ba cây này cùng một giá. Sao nhà bên có nhà ống thoát thế? Đến là nhà em anh ơi, nhà em có cây sân như này, nhà em có cái sân như này. Đấy, xây cái nhà ống xong bên này có cái sân rất là dài. Do lúc mà em xây nhà thì là em chỉ mua được một mảnh đất thôi, nhưng khi sau xây nhà xong thì mới mua được thêm mảnh đất của nhà bên cạnh. Thế là lên nhà nó kết cấu nó hơi buồn cười. Á đù anh em bán cho cây to hơn thế này 2 củ. Em đố bác đi mua được cây mộc ta chuẩn chuẩn mà giá như này luôn. Em thực sự đố bác đi mua còn được cái cây mộc ta chuẩn mà được giá như này. Cây này rất là to, cao cây 3 mét, hơn 3 mét luôn. Cao cây hơn 3 mét. Ai quan tâm đến cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. 0969 162 214 ạ. 3.5 củ nhá mọi người nhá, 3.5 củ ạ. Em quay gần này. Em quay gần cho mọi người xem nhá, bởi vì em đang phát bằng hai tay nên em không cầm thước em đo cái cây được. Phát hai điện thoại nhá. Mọi người mua hàng ấy, mọi người để theo dõi trang, mọi người qua cái trang Facebook ấy. Nhà em chủ yếu phát trên trang Facebook nhà em là Góc Nhật Cắt Đá này, em bán hàng cực kỳ uy tín trên trang Góc Nhật Cắt Đá. Mọi người quan tâm đến cái sản phẩm gì nhà em mà muốn theo dõi thì mọi người qua trang Góc Nhật Cắt Đá trên Facebook nhá. Cho dễ theo dõi. Cây này cực kỳ thơm luôn, hoa cực kỳ thơm luôn nhá. Đây là em còn một cây to nữa này, còn hai cây to rồi mọi người. Ai mà muốn mua hai cây, mọi người mua hai cây trồng hai bên nhá.
có hai cây trồng hai bên đây này. Ai quan tâm đến cái dòng cây này thì chỉ có mộc ta giống không ạ? Có nhé bạn Đỗ Đức Trường nhá. Có nhá Đỗ Đức Trường nhá. Bạn nào quan tâm đến cây mộc này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. 0969 162 214 giúp em. 3.5 củ hành anh ơi, 3.5 củ. Em còn hai cây to nhá. Em còn hai cây to, bây giờ em sẽ quay quay từng cây to một cho mọi người đây ạ. Cây này là cây hai thân cực kỳ đẹp luôn này, cao cây tán nó rất là sum đẹp này. Tán rất là sum đẹp này. Cao cây 3 mét nhá. Ai quan tâm đến cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Mộc giống thì lát trưa mình livestream nhá. Mộc giống thì lát trưa tầm trưa mình livestream mộc giống chưa? Ship Hà Nội không? Có nhá. Bao sống không? Bao sống 100% luôn. Bảo hành sống 100%. Cây nhà em là cây không phải là cây đánh đất đâu. Cây em đã cho vào bịch em dâm ủ rồi, sống 100% rồi mọi người nhá. Sống 100% rồi, em cho vào bịch trắng này em dâm ủ rồi nên là sống 100% bao sống cho mọi người. Bao sống cho mọi người. Có cây nào 200-300k không? Cây 200k 300k thì bây giờ nó bé lắm ý. Em nói thật luôn, bây giờ mấy năm nay mộc nó tăng giá nó sốt này. 3.5 củ ạ. Em có ship Hà Nội nhá, anh Ken Dinh nhá. Ai quan tâm đến cây mộc này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 này. Xong cái cây vừa rồi thì em quay tiếp cây này này. Cây to này là nó cái bầu nó đang bị nghiêng, nó bị đổ về phía tường nhá. Thế cây nó cũng cao to đẹp này. Bóng tán to này. Cây là bóng tán to này. Mọi người ơi, em đang phát đồng thời ở trên hai trang nên là sẽ đây để quay cái này. Đấy rồi cả hai trang cùng nhìn thấy. Cây này cây mộc hương tam hoa vàng, vanh của nó là vanh 18 nhá. Vanh 18 thoát thân 14 cm ạ. Vanh 18 thoát thân 14 cm. Cây nó rất là to và đẹp này, mọi người nhìn này, nó rất là to đẹp. Nó đang đổ, nó đang bị cái bầu nó hơi nghiêng thế là nó đổ ngả về phía tường. Bạn nào quan tâm bao tiền nói luôn, Zalo xong bảo họ 1.000 lần không mua. 3.5 củ anh ơi, em đã bảo là 3.5 củ mà. 3.5 củ. Cái này em bán 3.5 củ nhá. Cây cực kỳ to luôn đấy ạ. Vanh 18 thoát 14 cm ạ. Vanh 18 thoát 14 cm. Cao cây 3 mét ạ. Tán con này cũng phải tán cực kỳ sum và dày răm luôn. Tán cái này cực kỳ sum và dày răm luôn. Em bán chỉ 3.5 củ. Ai quan tâm cái này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhé. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214. Mọi người xem livestream, chia sẻ livestream giúp em nhé. Các bác trên trang xem chả thì ý kiến gì thì cả. Em quay lại gần này. Em quay gần này. Cây đang chi chít hoa này mọi người này. Đấy, mọi người thấy không? Cây đang chi chít hoa luôn nhá. Hoa chi chít luôn, mọi người xem like, nhấn like, nhấn chia sẻ rồi thả tim, nhấn like cho em để cho cái buổi phát của em này nó được đẩy lên ấy, để cho tiếp cận được nhiều khách. Tăng tương tác lên thôi ạ. Mọi người xem giúp em, xong chia sẻ giúp em để tăng tương tác hộ em với. Giá bao nhiêu một cây ạ? Giá em bán 3.5 củ nhanh nhá. 3.5 củ thôi, giá rất là bình dân. Hoa này này, nó đang chi chít hoa đấy ạ. Hoa con này thơm lắm. Em quay gốc này. Em quay gốc này. Đấy, chân mộc ta hoa vàng rất là xịn sò luôn. Chân mộc ta hoa vàng rất là xịn sò. Hàng này đều là hàng tuyển chọn rồi. Hàng tuyển chọn em tuyển chọn về rồi thì em mới đăng bán cho mọi người ấy. Hàng này về em đã là hàng dâm ủ tại nhà rồi. Giá 3.5 củ. Ai quan tâm đến cây mộc hương ta hoa vàng này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. 0969 162 214 giúp em. Mọi người qua Zalo số đấy hoặc nhà em chuyên phát ở trên trang Góc Nhặt Cát Đá. Nhà em chuyên phát ở trên trang Góc Nhặt Cát Đá trên Facebook. Em bán uy tín cực kỳ rồi. TikTok thì em mới tham gia một thời gian gần đây thôi. Nên là bác nào ở trên TikTok ấy mà muốn theo dõi bà trang của nhà em ấy thì qua trang này. Nhà em bán ở trên Facebook mấy năm nay rồi. Mộc hương ta hoa vàng thì mấy năm nay nó giá nó cực kỳ sốt.
Nó là cây được nhiều người yêu thích. Các cụ có câu là sắc sắc trà hương mộc ấy. Cái mộc là cây chơi hương. Cây chơi hương. Sắc trà hương mộc. Hương mộc nó tại sao lại gọi là mộc hương? Bởi vì hương thơm của nó rất là mộc mạc giản dị. Hương thơm của nó còn chiều sâu nhá. Nó thơm nó kiểu sâu lắng ấy. Một buổi sáng mà ngủ dậy các bạn trồng một cái cây mộc này trước cửa nhà, xong các bạn đi mở cửa các bạn bước ra, cái hương thơm nó sâu lắng rất là hay luôn. Đấy là lý do mà vì sao người ta thích trồng cây mộc. Mấy lý do thứ hai là mộc dạo này sốt lên là vì các bác đại Gia Lan ấy, các bác đại Gia Lan, các bác ấy chuyển từ Lan sang mộc. Các bác chuyển từ Lan sang mộc nên là dạo này là mộc nó giá nó rất là căng. Đây ạ. Bạn ở chỗ nào để mình đến mua? Em ở Văn Giang Hưng Yên. Anh có thể qua Văn Giang Hưng Yên hoặc qua Khoái Châu Hưng Yên. Cây này nhà em thì em đang đặt tại nhà là Thọ Bình Tân Tân Khoái Châu Hưng Yên ạ. Em ạ. Cây này em đang đặt tại nhà là Thọ Bình Tân Tân Khoái Châu Hưng Yên nhé mọi người nhá. Ơi sao lại còn có 24 người xem thế này. Bây giờ em quay sang cái hàng mà giá rẻ nhá. Hàng giá rẻ cây này có 2.5 triệu này. À quên, 2.5 củ nói triệu rồi. Phê bạn TikTok bạn lại chặn chết. Cây này 2.5 củ này. Hàng một thân dành cho các bạn nào thích hàng một thân nhá. Tán nó rất là dày đẹp này. Tán dày đẹp luôn. Đang rất là nhiều lụ hoa này. Cây đang rất đóng rất nhiều lụ nhá. Em vừa tắt ở trên bên trang kia để quay cái TikTok này. Bây giờ em sẽ ưu tiên bên TikTok này một chút. Bởi vì vẫn chưa có lượng theo dõi đông. Vẫn chưa có lượng theo dõi đông nên là em sẽ ưu tiên phát bên TikTok nhiều hơn một chút. Cây này 2.5 củ. Vanh của nó là vanh 12-13. Hàng một thân nuột nhá. Hàng một thân nuột. Cây này là em có một anh khách ở Thanh Hóa, anh ấy đặt rồi nhưng mà sau anh lại đổi, anh ấy lấy cây to hơn. Đây ạ. Hàng một thân thẳng luộn này, bác nào mà thích một thân thẳng thì mua một cây này. Cây này em đã đánh dấu cho một anh khách ở Thanh Hóa rồi đấy. Nhưng mà anh ấy lấy sang 4 cây to hơn nên là cây này em mới còn lại. Chỉ 2.5 củ nhá mọi người nhá. Thân rất là đẹp này. Chất mộc ta hoa vàng, đây là thân này. Em quay thân để cho mọi người nhìn rõ cái chất mộc này. Để mọi người nhìn rõ chất mộc nhá. 2.5 củ thôi, giá cực kỳ bình dân. Vanh gốc của nó vanh 12-13 nhá, vanh 13 nhá. Đấy. Em ở Khoái Thọ Bình Tân Tân Khoái Châu Hưng Yên anh ơi. Em ở Thọ Bình Tân Tân Khoái Châu Hưng Yên ạ. Cây này em đặt tại nhà em tại Thọ Bình Tân Tân Khoái Châu Hưng Yên. Mọi người qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 giúp em. 0969162214 ạ. Đây ạ. Cây rất là đẹp, rất là nuột luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Cây rất là đẹp, rất là xuất sắc nhé. Đây. Đấy, cây rất là đẹp, rất xuất sắc luôn. Tán xum nhá. Tán xum dày đẹp. Trước em chủ yếu em phát ở trên, trước em phát live chủ yếu ở trên trang cửa hàng của Facebook, trên trang của Facebook, nhưng mà bây giờ là mới gây dựng cái trang TikTok này. Mới gây dựng để bán, để giới thiệu sản phẩm ở trên TikTok. Nên là bây giờ ưu tiên phát trên TikTok nhiều hơn trên trang một tí. Vì trên trang em là có 96.000 người theo dõi mà. Trang của nhà em có 96.000 người theo dõi. Mọi người có thể đánh chữ góp nhặt cát đá nhá. Và phần tìm kiếm của Facebook đánh chữ góp nhặt cát đá ra trang nhà em. Hoặc đánh số điện thoại 0969162214 là ra thông tin của em ạ. Cây này vanh 12-13 nhá. Thân nó rất là luột. Vanh 12-13 thân rất là luộn này. Em đo sát thân này. 40 này. Cây này thoát 50 nhá. Thoát 50cm ạ. Cây một thân phát tán bao nhiêu? Tán của nó khoảng 70-80 bạn ơi. Tán của nó to khoảng 70. Hai phẩy năm củ. Cây tiếp theo là có hai cây này ở giữa này. Cũng rất là đẹp này. Đấy. Hai cây này là một cặp nhá. Hai cây này một cặp này. Bạn nào mà thích thì lấy hai cây này một cặp. Hai cây này là một cặp nhá. Ai
ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214. Nhà em còn rất là nhiều sản phẩm đẹp luôn. Đây là những cây mà em mang về nhà thôi, chứ còn rất nhiều, còn nhiều sản phẩm khác nữa em đặt trên vườn nhà em cơ. Ai quan tâm cái này thì qua Zalo số điện thoại 0969162214 giúp em. Đó, bạn nào mà thích nhà Nhật đây, vừa nãy bạn nào bạn bảo thích nhà Nhật. Đây em có cây nhà Nhật đẹp này. Sáng ra hít hương thơm của nhà Nhật, mấy hương thơm của mộc hương cực kỳ nó phê luôn. Cây nhà Nhật này nhà em đang đóng nụ này, mọi người nhìn này, chi chít nụ luôn. Chi chít nụ và hoa đây này. Đấy, thấy không? Cây này nhà em đang chi chít nụ luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em xin phép em tắt like đây. Ở đây vườn hoa nhỏ của nhà em. Đấy, kia là cây cau nhá. Cây cau nhà em bán cả cau nhá. Cau thì bán để trên vườn. Cau. Alo. Cái này là dạ ngọc Minh Châu này. Dạ vâng ạ. Em xin phép tắt like nhá. Đợi đợi em lát, em đang phát like, em tắt like rồi đó.